là anh Thăng ơi. Chính Chúa tặng ban, Chúa sẽ tặng ban ngàn muôn phúc lộc, và đất chúng ta. Dân câu hương kinh quan họ chúc tụng Thiên Chúa cao tôn đã gieo tin mừng ân phúc. Thank you.
xin của đoàn chúng ta của đến chúng ta tham dự.
Giờ đây có một người sẽ đọc ý nghĩa của Thánh Giá và ý nghĩa của Thánh Giá Đại hội Giới Trẻ. Con xin được kính mời. Ý nghĩa của Thánh Giá. Trong lịch sử Kitô giáo, thập giá đi liền với công cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô đã trở thành nguồn cội ơn cứu độ của Thiên Chúa và trở nên mẫu mực lời đáp trả của con người. Trong thư gửi tín hữu Ga Lát, Thánh Phaolô có viết: "Ước chi tôi hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta? Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian. Thiên Chúa đã dùng cây thập giá để diễn tả tình yêu bao dung của Người. Nhìn vào thánh giá, ta thấy đau khổ bên ngoài và tình yêu Thiên Chúa bên trong. Sự chết của con người và sự sống lại của Thiên Chúa, bóng tối tội lỗi của trần gian và ánh bình minh cứu độ, sự ích kỷ của ta và sự hy sinh của Thiên Chúa, sự kiêu căng của ta và sự khiêm tốn của Thiên Chúa, sự bất lực của ta và sức mạnh vô song của Thiên Chúa, sự thù hận của con người và sự tha thứ của Thiên Chúa, sự hèn hạ của ta và sự cao cả của Thiên Chúa. Khi đời sống Kitô hữu gặp phải khó khăn, họ nhìn lên cây thập giá trước hết như một mẫu gương để học sống tinh thần tín trung yêu mình, và sau đó như một điểm tựa mà cậy trông tìm kiếm sức mạnh vượt thắng gian nan. Ý nghĩa của thánh giá trong đời sống các bạn trẻ. Trong ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 16, Đức Thánh Cha Gioan Paulo II đã nhắn nhủ tới các bạn trẻ rằng: "Hỡi các bạn trẻ yêu quý, qua việc tham dự chăm chỉ và nhiệt tình của các con vào việc cử hành trọng thể này, các con chứng tỏ các con không hổ thẹn vì thánh giá. Các con không sợ thánh giá Chúa Kitô. Ngược lại, các con yêu mến thánh giá và các con cung kính thánh giá, bởi vì thánh giá là dấu chỉ đấng cứu thế chết và sống lại vì chúng ta. Kẻ nào tin vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh thì ca tụng thánh giá như bằng chứng chắc chắn Chúa là tình yêu." Ngày nay, một số các bạn trẻ vẫn luôn ngại ngùng hy sinh, gian khổ, khó chấp nhận từ bỏ, cho nên nói đến thập giá là điều có vẻ khó đón nhận, vì thánh giá tượng trưng cho sự vất vả, hy sinh gian khổ, gánh nặng đau thương, sự hiểu lầm bất công, sức nặng của tội lỗi, giới hạn của thân phận con người. Sức tự nhiên ai cũng tìm cách tránh né, nhưng nếu không đón nhận thì không phải là đang yêu mến Thiên Chúa, không phải là môn đệ Chúa. Các thánh tử đạo Việt Nam, trong đó có 12 anh hùng tử đạo Bắc Ninh và 100 vị đầu mục đã bị bắt trước bước qua thánh giá, nhưng các ngài đã cương quyết từ chối, một lòng trung kiên ôm trọn thánh giá, dù có bị đòn roi tra tấn, và các ngài đã chấp nhận hy sinh để minh chứng cho tình yêu của các ngài với Thiên Chúa. Các ngài đã trở nên mẫu gương cho thế hệ trẻ về đời sống chứng tá đức tin. Giới trẻ ngày nay đang bị cám dỗ chối bỏ thập giá, bước qua thập giá để bỏ đạo, chối bỏ niềm tin cam qua những hành động trái với lương tâm, cách cư xử xa lạ với giáo lý tin mừng của Chúa, như là phá thai, mê đắm trong bóng tối của quyền lực, sanh vọng, hưởng thụ. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận viết: "Quyết định của con theo Chúa không phải là một chữ ký, không phải là một lời tuyên thệ mà thôi, là một sự dâng hiến liên lỉ thực hiện trong cả cuộc sống."
dấu chỉ và biểu tượng tình yêu qua thập giá hôm nay vẫn đang mời gọi mỗi người chúng ta, nhất là các bạn giới trẻ, hãy thắp sáng lên cho đời bằng ngọn lửa tình yêu từ cây thập giá. Hãy tiếp tục nói lời khác yêu như Chúa Giêsu trước khi chút hơi thở. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Giêsu phán cùng ông Nicodemo rằng: không ai lên trời được ngoài trừ con người từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời. Cũng như ông Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người, để tất cả những ai tin vào con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống muôn đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để thẩm phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho con một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lần trước đón cây thánh giá về
các bạn trẻ lúc ấy cũng phần nào như là điên cuồng lên. Hôm nay thì nghiêm túc hơn, đấy là tốt hơn. Nhưng mà phải, chúng ta phải cảm ơn Chúa. Thứ nhất là chúng ta đón được thánh giá về với giáo phận. Thứ hai là chúng ta luôn luôn nhớ đến cái hình ảnh thánh giá của Chúa Giêsu, và chúng ta nhận ra Chúa đã yêu chúng ta đến thế nào. Và chúng ta nghĩ xem là chúng ta đáp lại tình yêu của Chúa thế nào. Rồi chúng ta chuẩn bị để sang năm tới, một năm nữa, đến lượt chúng ta tổ chức đại hội giới trẻ. Có lẽ là nếu chúng ta chỉ nhìn về bề ngoài thôi thì chúng ta có thể tổ chức được nhiều điều lắm. Nhưng mà có cái điều quan trọng hơn là làm sao tâm hồn chúng ta yêu mến Chúa Giêsu. Chúa đã chịu chết vì chúng ta, chúng ta là có 14 chặng đường thánh giá. Rồi Chúa trở nên của ăn của uống cho chúng ta để chúng ta được sống đời đời. Chúng ta có một tội hay 1.000 tội Chúa tha hết. Chúa có khi Chúa giả điếc, chúng ta có tội mà Chúa giả điếc. Ví dụ Chúa gây tượng trưng nên Chúa giả điếc, Chúa tha thứ hết. Tất cả chúng ta cùng quay xe, các con hiểu quay xe không? Đều trở về với Chúa. Mình đang đi hướng này, bây giờ mình quay xe trở về với Chúa. Và chúng ta cầu nguyện cho toàn thể giáo phận của chúng ta trong năm chúng ta được cử hành đón nhận thánh giá này. Đặc biệt cầu nguyện cho giới trẻ và hy vọng với Chúa Giêsu trên thành một cây thánh giá thập giá gắn cao ở trên thế gian này. Ôi ơi thập giá Chúa Kitô, thì chúng ta cùng lớn lên với Chúa Giêsu ở trên thập giá. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta tràn đầy tình thương yêu đến nỗi chấp nhận những khó khăn, chấp nhận những thiệt thòi, noi gương Chúa Giêsu, chấp nhận cả cái chết, noi gương các thánh tử đạo của chúng ta, các ngài chấp nhận cả cái chết và noi gương 100 vị đầu mục cả thế giới. Không ở đâu có 100 vị đầu mục chịu tử đạo trong một ngày, chỉ Bắc Ninh có. Mấy hôm vừa rồi tôi đi giảng tĩnh tâm cho các cha ở hai giáo phận, là Huế và Nha Trang, thì tôi khoe đó là cả thế giới là giáo phận Bắc Ninh thách thức cả thế giới. Có giáo phận nào mà có 100 vị, đúng 100 vị và là 100 vị đầu mục và có án tử hình đầu hoàng chết một ngày? Chỉ giáo phận Bắc Ninh có, hoàn hồn các vị đầu mục của chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn Chúa vô cùng vì chúng ta là con cháu của các vị từng vị đạo. 12 vị như được phong thánh ở đây rồi, nhưng mà 100 vị này đã có án tử vị đạo, đã có án tử, cho nên là chỉ cần đẩy mạnh một chút là phong thánh được thôi. Nhưng mà giáo phận của chúng ta, thứ nhất chúng ta có 12 thánh rồi, thứ hai tiến hành như vậy đó là rất là tốn tiền. Giáo phận mình còn bao nhiêu thứ để lo. Chúng ta thừa biết là các ngài ở với Chúa, các ngài là thánh rồi. Chúng con nhớ đó là phong thánh khác với tuyên thánh. Phong thánh là một ông không phải là thánh, và phong là thánh. Phong chức linh mục, một người chưa làm linh mục phong chức linh mục. Còn tuyên thánh là gì ạ? Tuyên thánh là người là thánh rồi, giáo hội nói tuyên bố người này là thánh. Thì thực tế cho nên các ngài là thánh rồi, chỉ còn thiếu một điều giáo hội chưa tuyên thánh thôi. Vậy chúng ta con cháu các ngài, chúng ta không những là đi theo Chúa Giêsu ngày xưa mà chúng ta có những mẫu gương rất là sống động là các thánh tử đạo. Ở bản lễ của nhà thờ chính tòa, bản trước chúng ta nhìn vào đây là 12 thánh đã được tuyên thánh, còn chung quanh là 100 vị đầu mục đã chết và chưa được tuyên thánh thôi. Thế chúng ta là con cháu các ngài, chúng ta xin Chúa, các ngài đã đi tin, đã yêu mến cây thánh giá của Chúa thế nào, thì chúng ta xin Chúa giúp chúng ta như vậy. Chúng ta không yêu thập giá nhưng mà yêu thánh giá. Hai cái khác nhau thế nào? Còn biết không? Thập giá là những khó nhọc, những đau đớn của loài người. Còn thánh giá là chúng ta chịu như thế với Chúa Giêsu và vì Chúa mà chúng ta chịu. Ví dụ các thánh là những
người yêu mến thánh giá, chứ các ngài không có yêu mến thập giá. Có ai thích bị đánh đòn không, có ai thích bị chém không, không. Nhưng mà vì yêu mến mà chấp nhận thì đấy là thánh giá. Thế hôm nay chúng ta có một buổi đón tiếp rất cảm động. Chúng ta cảm tạ Chúa, cảm tạ Đức Cha Giuse, rồi cảm tạ cha trưởng ban, bao nhiêu người khác nữa. Thấy các chú, đặc biệt thấy các chú nhà thánh tự vác thánh giá thấy nặng nề, cảm ơn Chúa. Nhưng mà sau này làm linh mục thì thánh giá có khi còn nặng nề hơn. Cho nên là tập cho quen vác thánh giá của Chúa, để là vác thánh giá, chứ mình không có đi vác thập giá mà vác thánh giá. Vậy thì xin tất cả cộng đoàn của chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta đã có một hình ảnh sống động thế này. Trong suốt năm nay chúng ta chuẩn bị tâm hồn đặc biệt cho giới trẻ, để năm sau chúng ta tổ chức một năm đại hội giới trẻ, không những là tưng bừng ở bên ngoài nhưng mà rộn rã cả trong tâm hồn của các bạn trẻ, cũng như là của các bậc phụ huynh và ngay cả của các em bé nữa. Chúng con thấy thích như thế không? Có. Vậy thì bây giờ chúng ta hát một bài gì về thánh giá được không nhỉ? Hát bài gì vậy? Chúng con biết bài gì? Bài gì nhỉ? Thầy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra vắng trường, máu Ngài nào ăn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Về đây muôn ngả về đây, chúng ta
cầu hương kinh quan họ chúc tụng Thiên Chúa yêu thương đã ban muôn vạn ân phúc trên mảnh đất non quai thao. Về đây ý a ta ơn thánh tâm mi a Thiên Chúa chở che thương xót dịu hiền giáo phận qua cơn giông tố đất mẹ xanh lá kết thò. Dân đây kết lòng tay nắm trong tay cùng hoan tin mừng sự sống cho hạnh phúc mãi lên xanh. Về đây chúng lời nguyện xin đi hà Thiên Chúa đoàn con đi hà một lòng dựng xây hà nước Chúa danh Ngài bừng sáng.